Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay chúng ta có một trận tâm ba, bây giờ có giao tranh rồi. Tiêu Dao nhảy vào lóc lên thất thám tung ra và các thành viên của mình cũng hỗ trợ anh em ơi. Rồi, team này phải nói là công thủ rất toàn diện nha. Chúng ta có Trường Ca hỗ trợ Thiên Vương Tăng và Tiêu Dao là môn phái khống chế gây sát thương chính cho team này. Trận tâm hôm nay được chia sẻ bởi một người anh em có nickname đó là An Nhiên TV, đến từ server S2, một trong những server đời đầu anh em ạ. Và nếu anh em có thể biết được rằng với những server đầu tiên thì tâm ma toàn là những cao thủ không anh em ơi. Chúng ta hãy cùng chứng kiến họ xử lý trận tâm ma này nha. Đây cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng tại server S2, thường xuyên có những cái trận tâm ma solo phải nói là rất hay, đặc biệt là khi này máy chơi một phái Tiêu Dao. Rồi, farm lính xong rồi, Thiên Vương mình thấy sao mà quay tay nhiệt tình thế nhỉ? Không biết Thiên Vương có treo không anh em ơi. Bà Trường Ca cũng đang đứng yên, trong khi Tiêu Dao chúng ta đang lăn xăng, tránh mất né. Không, chúng ta không treo, chuẩn bị úp về khu vực số 6. Đây rồi. Rồi, bên này vừa mới dọn hết lính, có thể nó sẽ quay về nha anh em. Chúng ta di chuyển về khu vực số 5 luôn, bó có tim rồi, lóc lên rất hay. Tiêu Dao nhảy ra thất thám, ngược trở lại và có điểm hạ gục. Đó, tuyệt vời chưa? Anh em chơi Tiêu Dao là mình combo phải gọi là nhanh tay nha anh em ơi. Hết combo là mình té liền, chứ Tiêu Dao anh em bị bắt lại thì cũng hơi mệt nha. Có lẽ bây giờ team chúng ta sẽ chiếm luôn khu vực số 5 này anh em ạ, để chờ ảo tượng xuất hiện. Rồi, anh bạn Tiêu Dao đang nóng lòng di chuyển về khu vực số 4 và chúng ta đã hồi kỹ năng. Trường Ca búp lên, lướt vào, lóc lên, rất hay luôn và tiếp tục thất thám. Không được rồi, thất thám chưa có bí kíp, không kết thúc được thành viên nào anh em ạ. Quá đáng tiếc, lúc nãy nếu mà chúng ta có một cái quyển bí kíp. Rồi, Trường Ca hết chạy, quá đẹp. Bạch Hồng đấu chuyển và không có thất thám. Quá đen cho anh em Tiêu Dao chúng ta. Anh em chú ý khi mình đi mua thương nhân thì hạn chế đứng cả ba người tại thương nhân nha anh em ơi. Và có một con bò lạc, đó chính là Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn nhảy và chúng ta thất thám. Thiên Nhẫn đã lên bảng điểm số với Trường Ca. À không, Thiên Vương anh em ạ. Trà Barbie đã kết thúc và ảo tượng xuất hiện ngay tại khu vực số 5. Phải nói là khi xem những cao thủ BK Tiêu Dao như thế này cực kỳ thích anh em ơi. Rồi, lên khu vực này luôn và sắn vào, kéo nó lại, lóc nó lên. Đó, tiếp tục thất thám tung ra, mặc dù chúng ta chưa có bí kíp nhưng chắc chắn Ami lên bảng điểm số với Trường Ca và Thiên Vương. Tuyệt vời. Anh em thấy Tiêu Dao sử dụng chiêu phải gọi là cực kỳ linh hoạt nha. Lướt vào, cái Ami chạy cái anh em kéo lại liền, chứ không phải là lướt vào rồi cứ mặc định là lóc lên đâu nha anh em ơi. Đó, ngoài tầm với là kéo nó ngược trở lại, sau đó mới lóc lên. Rồi, Tiêu Dao lại muốn quay về để tiếp tục check các rương. Có quần thể kim cang và lần này chúng ta di chuyển về khu vực số 6. Bên này có team kéo lại, lóc lên ba thành viên, tuyệt vời. Và vẫn là một lần không có bí kíp thất thám, nhưng chúng ta có kết thúc được Tiêu Dao hay không? Như vậy là team đội bạn đang chạy xịt khói về khu vực số 7 và Tiêu Dao đang truy đuổi theo. Bên này lại có Ngami full máu anh em ạ. Phải nói là cực kỳ mãn nhãn với những pha combo xuất thần của Tiêu Dao. Rồi anh em, chúng ta đang bị khống chế bên này, có cây bàn, có Ngami và cả Trường Ca nữa. Tiêu Dao di chuyển qua để hỗ trợ và các thành viên của mình đã chạy về một cách thành công rồi. Tiêu Dao đang bị khống chế, cẩn thận Tiêu Dao ơi, xém hẹo. Wow, khá nguy hiểm nha. Đó, anh em thấy không, server S2 không có treo nhiều đâu anh em ơi. Và đây là cái khung giờ 4:30, đó, kết thúc được đường môn, quá tuyệt vời. Và như vậy vòng số 1 chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây thôi. Các thành viên đang cố gắng hồi máu để chuẩn bị cho vòng số 2. Và hiện tại trong bản đồ chúng ta đang còn là 9 đội. Tiêu Dao lại tiếp tục di chuyển, không hề đứng yên tại một vị trí anh em ạ. Đó, tâm ma là anh em phải di chuyển. Và bên này có người vừa dọn quái xong, kéo lại, lóc lên và Thiên Vương đang bị lóc tiếp tục, đó là Minh Giáo nhảy vào để chết. Rồi, Thiên Vương chúng ta đang bị yếu máu rồi, ngũ độc đang tung rất nhiều sát thương và Trường Ca rất tiếc phải lên bảng điểm số. Wow,
Tại vì Trường Ca đã ăn một cái dầm của Minh Giáo và tiếp tục là những combo của Ngũ Độc. Do đó Trường Ca không sống nổi anh em ạ. Quá đáng tiếc cho bạn Trường Ca nha. Hiện tại chúng ta chỉ còn Tiêu Dao và Thiên Vương để xử lý trận tâm ma này. Không sao, team chúng ta không có Trường Ca nhưng các thành viên của mình vẫn có khả năng hồi máu tốt anh em ơi. Vẫn có tăng và vẫn có đam. Bây giờ mọi người đang có mặt tại khu vực số 9 để chờ hồi máu cũng như là sẽ chờ thương nhân xuất hiện. Anh em thấy rõ ràng Tiêu Dao chúng ta chưa hề có bí kíp thất thám nhưng mà Tiêu Dao vẫn đánh rất nhiệt tình nha. Bây giờ thì thương nhân có mặt tại khu vực số 2 và chúng ta di chuyển sang để lấy một quyển thất thám. Đây rồi, bây giờ thì cùng xem Tiêu Dao quẩy anh em ạ. Phải chi mà vòng số 1 Tiêu Dao có thất thám thì chúng ta có lẽ có rất nhiều điểm hạ gục. Và chúng ta có một bạn Thiên Vương ở đây bị kéo lại, bị lóc lên và không cần thất thám anh em ơi. Tại vì sao chúng ta không thất thám? Tại vì Thiên Vương sẽ lên quần thể Kim Cang. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp tục đây? Bán ngọc, không đủ vàng. Có lẽ Tiêu Dao đang cần muốn mua một quyển tăng cấp bí kíp. Anh em thấy Tiêu Dao đang cố gắng giữ lại cái né tránh nha. Và Thiên Vương vẫn quay ngược về khu vực này. Chúng ta mua gì đây? Mua một phục ma thạch chứ không phải là tăng cấp bí kíp anh em ạ. Để lấy thêm sát thương. Di chuyển về khu vực số 23. Như vậy có lẽ Thiên Vương đã chạy lên trên. Không phải, trên này có một team, có Trường Ca, có Thiếu Lâm và một bạn thần cơ. Wow, lóc lên thất thám xong rồi té mất né rồi. Thiên Vương ơi, cẩn thận nha, Tiêu Dao chúng ta không còn ở lại đâu. Như vậy không có điểm hạ gục anh em ơi. Và chắc chắn lần up thứ hai chúng ta sẽ xử lý được team này. Anh em đang đứng trong góc kẹt mà anh em ở trong đó để hồi máu thì chắc chắn anh em cũng sẽ chết thôi nha. Anh em phải gọi là đánh liều di chuyển ra. Rồi xong, 1, 2, 3 lướt vào, lóc lên và thất thám. Tiếp tục là thần cơ chết đầu tiên. Không phải mà là Thiếu Lâm Nga Mi thần cơ chết cùng một lúc luôn anh em ạ. Quá ghê. Như vậy thì ảo tượng cũng gần xuất hiện rồi. Chúng ta đang chờ một cái lượt đồ ăn. Và có lẽ chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài để giao tranh ảo tượng. Có quân thể Kim Cang rồi anh em ơi, và chúng ta di chuyển xuống khu vực số 8. Bên này có Thiếu Lâm, Trường Ca và cả các bang nữa. Chúng ta lóc được Trường Ca lên, thất thám tung ra nhưng Trường Ca không xin nhê. Như vậy một lần chọt, hai lần chọt, ba lần chọt và Trường Ca lên bài điểm số. Bây giờ Tiêu Dao mất né rồi, ảo tượng cũng xuất hiện. Thiên Vương đang cố gắng giải vây cho Tiêu Dao. Tuyệt vời đúng không anh em ơi, mà nói là Tiêu Dao BK cực kỳ chắc tay. Bây giờ thì hết kỹ năng, hết máu thì mình không thể tham gia ảo tượng được anh em ạ. Đây 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 đây, có một Thiên Vương nữa kìa, hệ kim rất nhiều trong bản đồ tâm ma này. Và bây giờ chúng ta đã hồi kỹ năng rồi, có bạo kích, cái bạo kích đầu tiên của Tiêu Dao trong trận tâm ma này. Và có lẽ team bên kia đã chết Trường Ca, sau đó là nguyên khí của cả team đã bị tổn thương anh em ạ. Team kia bây giờ cũng đã chạy rất xa rồi, chúng ta chưa mở được cái ảo tượng ở đây. Phải nói là bạn Thiên Vương cũng rất hay nha, đã cover những cái tình huống rất kịp lúc để hỗ trợ cho Tiêu Dao, cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi, ảo tường đã được mở xong và chúng ta di chuyển về boss thủ lĩnh để kiểm tra nào, không có ai cả. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 6, bên này có cái bang, có Thiếu Lâm, đây cái team lúc nãy đây, chạy tuyết khang khu vực số 6 luôn. Và như vậy Tiêu Dao kết thúc được Thiếu Lâm. Trời ơi, chạy nè, ôi, kèo, kèo anh em ạ. Cái bang rượt cái bang, và cái bang bị rượt thì còn sống, nhưng cái bang rượt thì đã chết anh em ơi. Trời ơi. Rồi, chúng ta đang còn 5 đội, bây giờ anh ấy sẽ tăng quyển phong quyển Tàn Vân lên trước. Thì đối với Tiêu Dao thì tùy một số anh em chơi, có anh em tăng phong quyển Tàn Vân, có anh em sẽ tăng Bạch Hồng Quán Nhật. Mình thì mình vẫn thích tăng phong quyển Tàn Vân trước anh em ạ. Một số anh em thì lại tăng đậu chuyển tinh di để hồi được nhiều máu hơn. Đó, tùy theo cách chơi của anh em thôi, cái này thì không bắt buộc. Quan trọng là anh em đừng có tăng vô cái thất thám là được rồi.
Rồi, vòng số 2 sắp khép lại và lại một con bò lạc nữa kéo lên lóc và chắc chắn không thất thám. Ôi, thất thám luôn anh em à. Quá ghê. Thiên vương không lên được 7x. Phải nói là tuyệt vời anh em ơi, giống như kiểu kinh chiêu đây đây, cái bang. Ấy, ôi, cái bang nhiều quá anh em ơi, chúng ta còn đến 2 cái bang trong bản đồ này. À, và có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc vòng số 2 ở đây, hiện tại đang còn 4 team nha. 4 team và như vậy chúng ta có 2 cái bang và 1 team nào đó, để xem nào. Rồi, nếu anh em xem video này cảm thấy hấp dẫn thì hãy cho mình xin một like với nha anh em ơi, để khích lệ tinh thần của những người VK trong cái trận tâm ma này. À, cũng như là khích lệ để Nhai có thể bình luận tốt hơn, hay hơn và sẽ cho anh em những cái video chất lượng hơn nữa. À, Nhai cảm ơn em rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta đang bước về vòng số 3 rồi. Đó, team mình bây giờ ưu thế rất nhiều với 2 thành viên và còn một team bí ẩn nào đó chúng ta chưa thấy. Chúng ta có cái bang ở đây và lần này cái bang không chạy khỏi. Khi tiêu dao đã có thất thám thì cái bang không chạy khỏi nha anh em. Rất khó chịu. Đó anh em thấy không, trong khi chờ kỹ năng thì chúng ta sẽ đứng và chọt gì đó, có team nào qua thì dính thôi. Rồi bây giờ mình sẽ còn một cái bang và một môn phái nào đó nữa để xem là chúng ta sẽ có môn phái nào nha. Đấy đấy, vẫn là cái bang, chắc chắn cái bang hết chạy. Hai, mặc dù không có bạo kích. Phải nói là con cái bang nó gặp con tiêu dao giống như gọi là ma nữ mà gặp với mấy cái người mà hiền lành vậy đó anh em ạ. Cái bang không làm được gì tiêu dao cả. Né cỡ nào né cũng phải chết. Bây giờ mình sẽ còn một team bí ẩn nào đó để chúng ta xem môn phái đó là môn phái gì, hay là team 3 hay là team 2 đây. Ây da, căng thẳng nha, bây giờ đang rất là gây cấn, không được gọi điện nào. Ôi máu quá trời máu, vẫn không thấy được team kia anh em ơi. Ôi, nó trốn ở đâu ghê thật. Đấy rồi, đây là một team có 2 thành viên và chúng ta kết thúc được trường ca rồi. Vẫn còn một Nga My định chạy tiêu dao chỉ mới hồi chiều kéo thôi. Wow, lúc nãy còn trường ca thì có lẽ là có tỷ lệ hơn, nhưng bây giờ trường ca lên bảng điểm số thì thôi, xác định cho Nga My. À, Nga My solo thì nếu mà Nga My lên được tới quân hàm cao hơn thì Nga My mới trụ nổi nha anh em. Nhưng mà với việc tiêu dao khống chế và thiên vương dùng đam nữa thì Nga My rất khó chịu. Bây giờ Nga My chỉ có con đường chạy và tiêu dao chúng ta đang cố gắng truy đuổi, không cho Nga My đứng lại luôn anh em ạ. Quá tội cho Nga My, Nga My đã có pha bách đao về lại khu vực số 5. Rồi có lẽ là anh em sẽ biết kết quả của trận tâm ma này tới 90% là chúng ta sẽ giành thắng lợi rồi đúng không ạ? À, quan trọng là để xem anh bạn tiêu dao hay là thiên vương sẽ là người kết thúc Nga My đây. Ảo tường xuất hiện và chúng ta đã mở ảo tường tại khu vực số 9, khu số 2 cũng đã được mở. Bây giờ di chuyển về khu vực số 5, không có Nga My bên đây. Wow, Nga My đây rồi, kéo lại không được, Nga My chạy rất lẹ. Hay thiên vương thì lại đang chơi boss thủ lĩnh anh em ơi. Cái kèo này gọi là chấp nè anh em ạ. À, cho Nga My ăn đồ và chúng ta sơ thịt boss. Nga My mà không ra thì mình có thêm đá hồi sinh và Nga My bích cửa nha anh em. Kèo này đúng là chơi khó. Nga My xuất hiện rồi. Nga My không kịp đặt vòng và tiêu dao thất thám rất lẹ anh em ạ. Như vậy kết thúc được Nga My và trận tâm ma đến đây cũng đã kết thúc. Nếu anh em cảm thấy yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.